Con chào ông bà cô chú. Hôm nay hai cha con tiếp tục đi kéo lưới cá nâu. Hôm nay cha ăn thả lưới gần bè ghe của cha con nè. Hôm nay cũng thả gần bè cả nhà ơi. Con biết hôm nay thả có cá không đây? Cá bự quá, bự luôn nha. Trời ơi, cá. Trời ơi, con cá, hết biết con cá luôn. Con cá bự, hết biết. Nhi. Dạ. Ủa, nước đây như vậy. Trời nắng này mau chết. Ủa, con cá cả nhà. Ủa, con cá bự, hết biết. Bự hơn bằng tay cha luôn á. Dạ. Nó còn sống mà sao nó không giải gì vậy? Cá nâu nó thì không giữ. Ta lưới mà dính chừng chục con cá vậy là con thấy ngon rồi đó. Nổi. Lớn tay lưới thì có con cá hay không? Chắc thiệt lắm á nha. Chứ ăn vậy á, chứ nãy giờ kéo cũng nhiều rồi đó. Không hết rồi kìa, thấy lưới rồi kìa. Không tới hết lưới rồi đó. Được hai con nha. Dạ. Được con cá cả nhà. Con này thì nhỏ hơn con nãy. Ừ, cũng bự, mà nhỏ không bằng con nãy. À, hai cá con nào cũng bự, nhưng mà có giữ con vừa vừa. Dạ. Tới phao. Học tay. Con cá này. Dạ. Tay lưới thứ hai đó. Con khúc, tay này con khúc nè. Tay này dắt á, mở ra. Cá là bự như vậy. Dạ. Cá bự không. Cá mạnh ha. Dải, con cá kia nãy nó hiền ha Nhi. Mấy cá này chắc bị khờ, còn con đó mới dính. Giải mạnh ghê không? Ba con mà con nào đấy đáng ghê. Con nào nó chào bá không? Được cái nào nữa đây? Thank you.
ra này chắc có một con đứt quá. Mãi lưới đứt á. Có con nữa nè. Lúc nãy đứt phao không? Dạ. Phao tấp vô hào, hào đè. Ôi, đây con nữa. Ôi, con nữa. Chết rồi vậy. Chết rồi. Mấy con này chắc kéo lên cho đâu biết có cá đâu. Ừ. Đứt lưới rồi. Ôi, đây con này nha. Trời. Không đứt lưới mà sâu xuống dưới là cá đâu. Này đứt lưới đứt nè, sâu dưới mà lại có cá nhỏ à, nó tốt như sâu. Ừ. Rồi lại kéo hai tay kia, hai tay kia, hai tay mới. Tay lưới này tay lưới mới cả nhà. Đây mình được hai tay lưới mới, tay lưới cũ hồi nãy bị dách á, bị cắt làm đôi. Lưới mới cá. Con giờ nước mà nóng quá con tát ra thay nước khác vô không để cá chết không? Dạ. À. Mới còn qua dính vô gì? Dính có con đầu tiên nè. Ê, cái con kìa. Chết luôn kìa. Cái này cho dầm 2 ngày chắc nó dính lâu rồi. Tối này chả kéo á, chả mắc đi thả nò được.
cá này, giật cho. Tay lưới cuối cùng. Quyết được mấy con ở đây. Chỉ có cá vợ cũng được. Hôm nay lâu quá chưa văng lưới cá chẽm thôi. Nước này văng được không cha? Chiều nay cho văng. Hôm cha con đi kéo câu gì với cá chẽm đã ha. Dạ. Kéo câu xong rồi sẵn thăm luôn đó. Quán dữ kìa. Cái này quán dữ luôn. Nó giải nhụa. Hai con cái bên luôn. Đã nha. Dạ. Mà phải hai được. Con này nhỏ. Phải được vậy hoài. Được. Đang dính hoài vậy chịu không? Chịu. Bán kiếm tiền. Nhỏ luôn nha, bự mà. Dạ. Dừa. Mà nó nhỏ nhất trong mấy cái con nãy giờ. Lại bữa nãy giờ cũng cá bự không à. Dạ. Dính cái gai nè. Gỡ qua cái gai đó là gỡ được á. Phải chỉ dính thêm mấy con nữa. Giờ cha hai cha con về tới bè
Trang lấy vỏ bắt cá lên. Đây, kiếm được mấy con nha. 1 2 3 4 được con cá nhái nữa. Còn cá này mới bự nè nghe. Còn cá mập lúc bự chà bá luôn. Bự. Mấy con? 5 hả? 5 6 7 con 8 con 9 con 10 con được 12 con. 10 con sống, 2 con chết. Ừ, nhưng mà được mười mấy con cá nè cả nhà. Nhưng mà tại vì hai cha con của một văng vòng vòng cái bè không à, không có đi xa, văng cặp vòng 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 với bè không à. Này. Bây giờ một lên một vòng. Clip của hai cha con đến đây cũng kết thúc. Ông bà cô chú xem nhớ cho cha con một like và một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cho cha con làm những video tiếp theo. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha.